việc đi xuống Sài Gòn thì cũng tranh thủ đi xuống Sài Gòn rồi thì đi về Bình Dương cũng đi có một mình ơn à quý vị ơi, nên là buồn quá lấy cái GoPro quay lên cho quý vị xem cảnh đường phố Sài Gòn vào giờ này là khoảng 2 giờ chiều một ngày bình thường thôi, nhưng mà thấy là đường phố rất là đông vui quý vị, đông xe lắm luôn. Thì giống như lâu lâu á, từ dân tỉnh lẻ đi lên Sài Gòn thì thấy phố thị đông vui người xe đồ quá trời luôn, giờ bình thường thôi chứ nếu giờ này ở trên Bình Dương mà chạy nói chung là đường rất là thông thoáng để chạy luôn. Thì thường đó quý vị, ai cũng vậy thôi, những người mà người ta sống ở đâu thì người ta quen đó, giống như quý vị mà một số quý vị khán giả của Lý Hương thì ngày trước cũng có sống Sài Gòn, sau đó thì do là Lý Hương đã từng sinh sống Sài Gòn khoảng thời gian cũng khoảng 5 năm thì Lý Hương có trải nghiệm Sài Gòn, đi quay đường phố, đi quay món ăn thì chính cái gọi là cái sự chia sẻ như vậy thì Lý Hương kết nối được rất là nhiều những vị khán giả đã từng sống ở Sài Gòn, và đâu đó thì có nhiều vị khán giả là bây giờ đang là định cư ở bên nước ngoài, rất là nhiều nước quý vị. Kênh Lý Hương nhỏ xíu xíu vậy đó, nhưng mà rất là nhiều những cái quý vị ở những đất nước Tây Đông Campuchia gì có hết đó quý vị, nên là cái đó thì cũng là một cái điều gì rất là vui đó. Thì để đi qua cái đoạn này cái quý vị, bây giờ thì chị Lý Hương đang đi trên đường Băng Đảng 2, phía trước mặt quý vị bên tay phải chúng ta sẽ đi qua đường Lê Hồng Phong, tay trái của Lê Hồng Phong luôn, Lê Hồng Phong nói dài, rồi phía trước mặt quý vị bên tay trái đó là chùa Việt Nam Quốc Tự, kế bên là rạp hát Hòa Bình, ở nơi thì cũng có nhiều cái sự kiện được tổ chức. Hôm nay thì Lý Hương thấy là đường phố đó quý vị treo rất là nhiều cờ, không biết là Lý Hương thì không có rành, nhưng mà cờ này như là cờ bên Phật giáo thì không biết là sắp tới có những cái sự kiện gì, lễ Phật Đản không quý vị, mừng nè, mừng đại lễ Phật Đản nè, 2567 là gì thì rồi ở đây cái gì đây, lễ Bế Giảng đó, có nhiều chú bảo vệ, lễ Bế Giảng của trường gì đây, ồ cái trường quốc tế Úc mặt Việt Nam với Úc, Việt Nam Australia International School. Khi mà mình từ một cái vùng mà dùng tỉnh lẻ đồ lên đó quý vị, thì giờ quay lại á, thì nhớ lại những cái thời mà mới vừa lên Sài Gòn á, thì nói chung là cũng thấy Sài Gòn rất là vùng đất mới mà quý vị, ôi nhộn nhịp vui hàng quán, có mấy chú công an kìa, chạy nghiêm chỉnh một xíu à, đang đợi hàng xanh đi qua. Thì những cái dịp mà cuối đó, những cái dịp mà cuối tháng 5 bây giờ thì trên cộng đồng mạng của chúng ta cũng đang là rất mong chờ một cái sự kiện mà cũng chưa biết chắc, có một cái vụ kiện của một CEO có một cái doanh nghiệp lớn ở Bình Dương và cũng đã từng là một cái dòng truyền thông mà gọi là mạng xã hội khoảng một vài năm trước, là gọi là thu hút rất là nhiều mọi người. Bây giờ có rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng cũng biết sao làm sao hết. Riêng Lý Hương thì Lý Hương cứ theo dõi những cái nguồn chính thống hơn quý vị. Vì trên mạng xã hội thì nói chung là nhiều khi thông tin nó đưa ra mà cũng không biết là từ đâu mà có. Thì Lý Hương sẽ rẽ qua bên phía, đây là công trường Dân Chủ nè quý vị. Lý Hương sẽ rẽ qua bên phía bên tay phải đi đường Cách Mạng Tháng 8, rồi sau Lý Hương sẽ quẹo lên đường Điện Biên Phủ để về Bình Dương. Thì nói chung Điện Biên Phủ thì cũng là con đường mà đông xe đó. Trời thì chuyển mưa. Đường thì đông xe. Giờ khoảng tầm là 2 giờ mấy, 3 giờ.
bình thường. Quý vị thấy nguyên một cục mây đen ở phía xa xa không? Đó, thì có những nói về mạng xã hội đi, thì mạng xã hội cũng là một cách mà chúng ta có thể được tự do ngôn luận, đúng không quý vị? Chúng ta có thể chia sẻ những quan điểm sống ấy. Nhưng mà như mà ngày trước mình đi hay Hương học cái khóa học về YouTube á, là khi mà mình, tức là mình dùng cái tiếng nói của mình. Ồ, có chiếc xe cấp cứu. Mình dùng cái tiếng nói của mình mở một kênh YouTube thì mình phải thật sự rất là ý thức là cái việc mình phát ngôn ra làm sao. Ví dụ như ở trong Phật giáo có cái từ là chánh ngữ á, tức là mình chỉ truyền được những cái mà mình thật sự là mình biết là sự thật, mình biết chắc thôi. Còn những cái mà nó vô tội vạ đó, thì nếu như mà mình vô sâu cái vùng đó thì có nhiều khi là mình cũng không có được an toàn đâu. Đặc biệt là những người mà có tầm ảnh hưởng, quy tụ được một cái lượng số đông, mọi người nghe theo mình, mọi người nghe theo cái sự chia sẻ của mình, thì cái đó là không phải là một việc mà, tại vì khi mà mình phát ngôn ra mà ví dụ như dẫn chứng có một ai nhân vật nào đó cũng có tầm ảnh hưởng ở trong đó mà quyền lợi mà nó đang cộng gộp thì không nói, đúng không? Nhưng mà cái quyền lợi mà nó đang bị giống như bị ảnh hưởng quyền lợi nhau á, thì cái đó lại đụng tới pháp luật đó. Thì bây giờ thì gần như là mọi người đang rất là theo dõi và sự kiện này sẽ được xử lý, xử trí như thế nào. Ở chỗ này rồi quý vị, chúng ta rẽ trái là sẽ cấm từ khoảng 4 giờ cho tới 19 giờ. Thì bây giờ là khoảng chưa tới 3 giờ nên là quẹo thoải mái ha. Thì đoạn này là đường Cách Mạng Tháng 8 cắt với lại đường Điện Biên Phủ. Và Điện Biên Phủ thì khúc này là khúc một chiều thôi. Điện Biên Phủ có hai khúc, khúc một chiều với khúc hai chiều ha. Như xuống Sài Gòn đó quý vị, một cái cảm giác mà cái thành phố rất là năng động, rất là cởi mở, gọi là chào đón tất cả mọi người. Ở đâu đó đó thì mà ai mà từ vùng quê hay là bên nước ngoài đi nữa mà sống trong những cái vùng mà nó yên yên giống như thì đi lại Sài Gòn sẽ bị giống như bị sao đó, bị không quen á, nhanh quá quý vị, lúc nào trời sao người quá trời luôn. Với Hương cũng bị, đang bị cảm giác mà từ Bình Dương đi xuống thôi. Có thể là mình do là mình hơi nhiều cảm xúc hay sao cái gì. Bây giờ thì nói chung là cũng là đang trong cái giai đoạn mà kinh tế đang phục hồi sau đại dịch, nên là tất cả đều cũng phải đang vận động lại từ từ. Chứ nếu như mà nói mà cái thời mà dịch đó, trời ơi, đi ra không tưởng tượng được. Lý Hương là cũng là người chứng kiến là đường phố mà bị rào rồi không có xe, trời ơi, đúng là những giai đoạn lịch sử, hình ảnh đó không biết, nói chung là không ai mong sẽ có lại, nhưng mà thật sự rất là hy hữu. Thì bây giờ nói chung là mọi người cũng đang cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn kinh tế, vượt lại vậy. Chứ nếu như mà ai mà có biết về những cái gọi là chu kỳ của kinh tế á, thì thường sau một đợt mà kinh tế mà phát triển dài thì sẽ có một đợt suy thoái. Thì chúng ta đang nằm trong cái đợt mà suy thoái đây nè. Cái đợt mà suy thoái dài nhất của gần đây nhất đó là khoảng năm 2008, đó là suy thoái kinh tế toàn cầu luôn á. Thì gần như là tất cả những chuyên gia mà ở bên thị trường đất đai, bất động sản, nói chung là những người mà đã từng đầu tư và biết được cái gọi là cái nguồn cung nguồn cầu tiền, các kiểu cái cơ chế của ngân hàng rồi đó quý vị, thì mọi người sẽ biết được là nó sẽ tới một cái lúc là nó phải kinh tế nó phải xuống suy thoái thôi. Thì ai cũng dự đoán là nằm trong khoảng những năm là 2020 đó quý vị, 2020, 2021 đó. Mà đụng cái là mình bị dịch,
nên là rất là nhiều những chính phủ phải gọi là in tiền ra để cứu, tại vì dịch mà không trở tay được, thắt chặt nữa là càng chết nữa. Thì sau cái đợt dịch đó mà một lượng tiền được bung ra quá nhiều, trong khi là mọi người phải là ở nhà, đúng không? Thì chắc chắn là hàng hóa nó không có phải là nó bung kịp với lại cái lượng tiền, nên là nó dẫn đến suy thoái, nó dẫn đến hiện trạng là bây giờ hiện tại chúng ta sẽ bị suy thoái nè quý vị. Là cái chu kỳ này chu kỳ dài hơi á, mà nghe như là những cái người mà leader có cái quyền để tăng giảm lãi suất ở bên Mỹ thì nói là người dân Mỹ phải ráng chịu đựng cái đòn này là hơi bị đau, đó là một cái khoảng thời gian đau đớn đó, và thắt lưng một bụng. Nói ngay thì thực sự là những quý vị mà Lý Hương thì cũng có dịp để nghe được những cái chia sẻ tâm tư các quý vị ở phương xa, ở Việt Kiều phương xa, và Lý Hương cũng biết rằng là tất cả những người ly hôn á, đó là những người mà quyết tâm để sống và định cư ở một vùng đất mới đó, thì mọi người rất là cố gắng, rất là chịu thương chịu khó để coi như là vươn lên cuộc sống tốt hơn bằng chính cái nghị lực của mình. Nhưng mà ở đâu đó là thật sự là những quốc gia phát triển, đã phát triển rồi đó, thì cái sức lao động đó, đúng là một giờ lao động một giờ lao động rồi á, thì mình qua đất nước của họ thì mình phải hòa nhập vô cái pháp luật của họ, cơ chế của họ, và một trong những cơ chế mà mình còn phải làm chủ, và thật sự là không phải là cái lợi thế của những người mới vừa định cư là về cơ chế về tiền, quý vị. Gần như có những người mà dạng như là đi xuất khẩu lao động, không có anh chị em, không có gia đình gì bên đó, là tự thân vận động, thì gần như là phải bán cái sức lao động hoặc là bán cái chuyên môn chất xám của mình để có thể là có được những lương rồi để sống, trước hết là sinh tồn ở bên. Còn rất là nhiều những cái hành tây thâm sốc like cho mình đó, mấy hành tây mà đi ra như vậy là chắc là đã quen rất là nhiều về Việt Nam rồi, quý vị. Họ quen rồi họ mới dám đi vậy, chứ nhiều người không dám quen á. Rồi hôm bữa đi mà quay phó bông này nọ, có nhiều mà mấy anh tây mà gia đình dẫn nhau đi quý vị, phải là hai vợ chồng tây dẫn với mấy đứa con tây chỗ u đi, mà giống như kiểu là đi nghênh ngang luôn á, mà trên cái gương mặt của mọi người là hằn lên cái nỗi uất ức, tại sao không để cho một cái cách đi dễ dàng hơn, chúng tôi đi loạn xả luôn. Bây giờ là chúng ta đang đi cắt giữa đường Điện Biên Phủ với đường Lê Quý Đôn. 8 giây. Thì nói chung là nếu như mà xong xuôi hết thì nó thành quốc gia phát triển rồi, nó vẫn có vấn đề chưa có tốt về mặt tổ chức, về mặt này về mặt nọ, còn rất là nhiều cái để mình có thể là sửa chữa, ở mình có phải là sao đó cải tổ cải tiến, nên là mới là quốc gia đang phát triển thôi. Và chính khi mà đang phát triển như vậy, lớp lan nó còn đang điều chỉnh, thì mình mới có nhiều cơ hội hơn. Đối với Lê Hương quan điểm là như vậy. Những cái vùng mà đã phát triển rồi thì đâu đó nó cũng rõ ràng rành mạch hết, thì lúc đó thì nó bình, nó vững rồi, lúc đó thì những cơ hội nó sẽ ít hơn. Lý Hương thì nghĩ như vậy, nên đó là lý do tại sao mà Lý Hương vẫn chọn là ở Việt Nam, sống ở Việt Nam, làm việc ở Việt Nam, và bắt đầu khởi động những cái điều gì mà mình muốn làm ở tại Việt Nam. Và hiện tại bây giờ là gần hơn nữa là ở Bình Dương, đất nhà luôn, thì mình sẽ tận dụng được những cái lợi thế tốt nhất. Mình muốn làm một cái gì thì mình phải nghĩ tới cái doanh nghiệp của mình, cái cơ sở của mình nó phải sống chứ quý vị. Thì đó là tùy quan điểm thôi. Hôm nay thì Lý Hương giống như kiểu đi xuống Sài Gòn thấy đông quá, bắt đầu chia sẻ thêm một ít đó. Thì một trong những điều mà
mọi người có nói Lê Hương là có cái IQ tài chính hơi hơi bị hay hay á, là Lê Hương toàn bộ gọi là cái chi phí mà về đại học của Lê Hương á, gần như là nó không có để cho khi mà mình tốt nghiệp cái bằng đại học là mình bị mất một cái khoản nợ, gần như là nó được xử lý hết trong cái quá trình mình học rồi mình làm thêm để mình trang trải. Còn như mà một số những người anh em họ của Lý Hương mà ở bên Mỹ đó, thì nghe như cô của Lý Hương có chia sẻ là khi mà nó học xong rồi có việc làm, đi làm nhưng mà cũng chưa biết khi nào trả hết nợ, có người lên tới cả mười mấy năm cho cái khoản nợ học phí, chi phí rất là cao quý vị ạ. Và đó là đụng những cái ngành nghề mà có việc làm dễ, còn nếu mà học rủi ro hơn xíu mà những cái mới hoặc là những cái ngành mà nó qua cái trend rồi hay sao thì cái sự thất nghiệp còn là một cái gánh nặng nữa. Nên là thật sự nếu như mà thật sự là cái này là cái quan điểm thôi quý vị, trước mỗi cái quan điểm thì mình cần phải tìm hiểu, mình phải xem cái người đó thực tế sống ở đất nước đó không. Ví dụ như bây giờ Lý Hương mà nghe quý vị ở bên nước ngoài thì Lý Hương sẽ rất là nghe và xem cái quan điểm quý vị như sao. Còn về bên phía Việt Nam đó, hay về phía Sài Gòn hay về phía Bình Dương thì quý vị cũng phải gán để phải tiếp thu hơn ha, nghe thêm tiếp thu thì cũng hơi ấy, nhưng mà nếu như kiểu là mình cũng chia sẻ qua lại đó, chứ đừng có áp ý cái quan điểm mà mình đang sống ở bên phía trời Tây hoặc là trời ngoại mà mình nghĩ là cái cuộc sống ở bên đây nó thực tế vậy. Ví dụ như cũng là thương mại điện tử, bên đây cũng đang phát triển thương mại điện tử, hoặc là cũng là dịch vụ là giống như Uber, Grab, nhưng ở mỗi một cái vùng địa phương nó sẽ có một cái đặc thù riêng. Thì tại vì hôm bữa là Lý Hương cũng có nghe một số những cái quý vị là có những cái định kiến cũng hơi, Lý Hương cho hai cái từ này nó trong ngoặc kép nó cũng hơi tiêu cực á, là giống như cứ Mỹ là tốt và cứ Việt Nam là chê. Thì thật sự là nó cũng hơi, tại vì cái này á, đôi khi ví dụ như nói thẳng ra là khi mà mình đã sống trên một cái vùng đất nào rồi mà mình là cái người quyết định đi đến cái vùng đất đó thì đương nhiên mình phải tìm, khi mình đã quyết rồi mình phải tìm những căn cứ, những lý do để mình xoa dịu cái nỗi đau của mình á, nếu như mà lỡ mà mình quyết định nó hơi sai hay sao á, em mình thấy là ồ những người mà đang không có quyết định giống mình á, mọi người thấy ổn hơn thì mình đang lăn tăn á, thì thường cái giai đoạn đó là có nhiều quý vị á là hả cứ là chê rất là nhiều, nhiều cái lắm, nhiều cái chê rất là nhiều cái gọi là chê lẫy quý vị. Thì kênh của Lý Hương là một kênh rất là welcome để chào đón tất cả những quan điểm, có thể là song phương, đa phương, có thể là cùng chiều, có thể là ngược chiều, trên quan điểm là mình nói để mình chia sẻ, ai có thể là đồng tình, ủng hộ, ai có thể phản bác để mình xem được nhiều cái góc nhìn hơn, rồi từ đó mình có nhiều thông tin hơn, chính nhiều cái thông tin chính xác hơn mình sẽ cho mình ra những cái quyết định nó sẽ chính xác hơn một cách tốt nhất ngay thời điểm đó. Và khi mình làm rồi đó, mình có thể là điều chỉnh mà quý vị, mình làm dò từng bước, mình có thể điều chỉnh với những cái quan điểm nào mà nó quá đi xa đó, nó quá là xa rời với mình đó, thì coi như là mình lơ. Nhưng mà đối với những cái quan điểm mà nó có thể là phụ cho mình thêm thì tại sao mình không đón nhận nha. Bây giờ ví dụ đi, nói hồi nãy giờ là nói giống như kiểu như là nói chung chung mà. Bây giờ nói bị ví dụ đi, bị du học. Tại vì Lý Hương cũng có một người em học cũng rất là giỏi, tiền đi du học cũng là tiền được được cơ quan, được trường học tài trợ để đi học. Và đi học về thì chắc chắn phải ký hợp đồng là sẽ phục vụ lại đó. Thì đối với nhiều quan điểm mọi người chọn thì mọi người thấy rất là ok, nhưng mà Lý Hương thì không phải là không ok, mà Lý Hương chỉ nói những cái quan điểm để gợi mở thêm có cái hướng đi mới hay không.
ngày trước trong cái chuyến đi bộ mà dài dài nữa Hưng cũng có để một cái video ở trên kênh á, một nhóm mặc áo màu vàng vàng cam cam á, rồi Lý Hưng có để cái tiêu đề như là đi bộ, thử thách đi bộ 30 cây số. Lý Hưng đã từng có cái thử thách đó đi với nhóm anh em đó, thì trong đó có cái người leader á, người đó là gọi là phụ tá của giáo sư Ngô Hữu Châu, là một người cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Anh ấy là một người mà rất là giỏi về cái anh phụ tá, là cái anh leader trong cái nhóm của Lý Hương á, đi 30 cây số, đi bộ 30 cây số. Thì anh nói là làm ở đó thì có tiếng không có miếng. Hiện tại bây giờ anh cũng tạo ra một cái doanh nghiệp của riêng ảnh là về chả cá Nha Trang, cũng là cái đặc sản đến từ vùng quê của anh ấy. Anh ấy nói là thì nghe thì rất là hoành tráng, nhưng mà thật ra có tiếng là không có miếng, là câu của anh ấy. Thì đó, có nhiều người Lý Hương thấy là đầu tư cho con cái học tập, ok, tư duy đó đúng, nhưng mà vấn đề là học theo kiểu gì đây? Học theo kiểu là mình để, bây giờ có nhiều cái phong cách học, học ở university, học ở trường, in school, học không cần trường, hoặc là home school, học tại nhà. Bây giờ chúng ta có đa dạng lắm quý vị. Thời buổi của chúng ta hiện tại là thời buổi công nghệ thông tin. Thông tin bây giờ hiện tại nó không thiếu, và nó thậm chí nó đang còn thừa rồi. Một trong những cái kỹ năng để có thể sống trong cái ngành công nghệ, trong cái thời đại này, là kỹ năng sàng lọc thông tin nữa. Không phải thông tin nào chúng ta cũng phải đưa vô một cách vô tội vạ đâu. Thì có nhiều cách học. Ở bên Việt Nam chúng ta muốn học thì nhiều, cũng nhiều cái cách học. Ví dụ chúng ta muốn học một chương trình của nước ngoài cũng có thể học tại Việt Nam luôn. Đó là cái lợi thế rất là gọi là độc quyền luôn á, của cái thời đại của chúng ta. Nếu như mà nói về thời đại công nghiệp thì khó để có thể làm được điều đó. Nhưng mà thời đại công nghiệp của chúng ta đang từng bước đi qua chúng ta nè, từng ngày đang đi qua nè. Đó. Đây quý vị, thì hồi nãy giờ là đang đi vô cái vùng mà nó rất là đông xe, nhức đầu luôn. Ngay đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nè. Thì đường này thôi, giờ này bắt đầu kẹt xe. Nó thì thôi thì Lý Hương cũng nãy giờ cũng chạy xe mà qua mấy cái đường ấy cũng hơi nhức đầu quý vị. Nên là thật sự là việc mà đi mà chạy xe rồi sẵn tiện quay video cũng là một cái kỹ năng mà có cái nhiều cái kỹ năng. Lúc mà mình thoải mái làm sao, chứ khi mà đường mà xử lý nhiều quá, mọi người đi ra chở con đi học á, lúc đó cái Google nó tắt ngấm rồi, xong rồi phải xử lý nhiều cái nên là Lý Hương không có quay được. Thế là cũng muốn tạm end video ở đây thôi quý vị. Thì để chia sẻ nốt cái câu chuyện của cái anh bạn mà anh đang làm cái doanh nghiệp mà chả cá Nha Trang á. Thì nói chung là doanh nghiệp ở nhà cá Nha Trang á thì có tiếng mà không có miếng, làm với lại giáo sư Ngô Bảo Châu á, nhưng mà lại được lương có khoảng là 2,5 triệu là để sống thôi. Nên là sau một khoảng thời gian cũng cống hiến khoảng mười mấy năm đó quý vị, thì anh đã quyết định ra làm. Hiện giờ thì nói chung là doanh nghiệp mà làm doanh nghiệp mới vừa ra thì chắc chắn là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thậm chí là nhiều khi cái kỹ năng của mình là trước giờ là mình làm cái công việc đó, nhưng mà bây giờ lại chuyển sang một cái những kỹ năng khác, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng thương hiệu, rồi nhiều cái kỹ năng khác. Mà có khi là, nhưng mà ảnh nói là ảnh sẽ làm. Thì ứng cái đó là cũng có một đứa em của Lý Hương cũng đang có cái định là sẽ học cao hơn nữa. Thì tiền học phí thì nhà trường lo, thì tại vì cũng là dạng giỏi đó quý vị, nên là được lo, rồi sẽ ký hợp đồng là sẽ làm lại cho trường bao nhiêu lâu đó.
chắc chắn rồi, người ta đầu tư, quý vị không bỏ tiền ra để học thì có đơn vị nào đầu tư chắc chắn phải có cái hợp đồng ràng buộc lại là sau khi mình học xong rồi mình phải cống hiến ít nhất là bao nhiêu năm. Thì cái câu hỏi đó, thì cái đó nhiều người thì người ta giống như kiểu là người ta nói là người ta săn không ra, đúng không? Đó. Nhưng có nhiều người thì có xong người ta sẽ bị lưỡng lự là có nên hay không. Vì để mà bao nhiêu năm đó mà đi qua một phương trời Tây á, mỗi một cái thị trường nào cũng vậy, khi mà mình xác định mà mình làm đó, mình phải xác định là gầy cũng phải ít nhất là hả cả chục năm mới có được cái thương hiệu mà vững được, chứ không là không dễ đâu. Còn khi mà mình đi học dạo chơi này nọ, kiểu là mình chỉ giống như kiểu là có môi trường để mình, nói chung là chưa là gì hết. Nên là cái việc mà để đầu tư cho việc học, chắc chắn học là vấn đề phải đầu tư, nhưng cái việc học làm sao để cho hiệu quả, và những kiến thức đó là những kiến thức tươi, những kiến thức thực chiến, những kiến thức thực hành, những kiến thức thực tế để ra mà mình làm được và mình đem lại được kết quả liền á thì ok. Còn nếu như mà trường hợp mà mình chi quá nhiều cho những cái kiến thức mà về lý thuyết á, rồi sau này mình ra thị trường mình lại phải học lại cái thị trường á, thì theo như Lý Hương, mà với cái trải nghiệm của Lý Hương cũng đã từng học dành 5 năm để học, rồi sau đó Lý Hương thì nếu như cho Lý Hương chọn lại ngay thời điểm bây giờ, Lý Hương sẽ chọn lấy 5 năm đó để Lý Hương học thực chiến luôn, tức là vừa làm vừa học luôn. Và thật sự nói chung lúc đó là mình còn nhỏ đó quý vị, mình cũng chưa đủ cứng, nên là đôi khi những cái quyết định của mình còn chịu rất là nhiều ảnh hưởng của những cái quyết định mà số đông mọi người quyết định. Đại loại nói lúc đó là gọi là chưa chính kiến á. Còn như mà một số những cái người bạn đồng trang lứa của Lý Hương cùng sớm này nọ quý vị, thì ví dụ như ba mẹ họ đã ý thức được rồi đó, cho họ luôn cái giải pháp là lớp 12 xong là ra đi học, ra đi làm, và buổi tối thì học lại là cũng là đại học nhưng mà gọi là văn bằng, gọi là hệ không có chính quy á, nhưng mà vẫn so với lại hạng ngạch lương các kiểu mọi người chấm thì cái bằng đó nó có giá trị tương đương với đại học. Nhưng mà vấn đề ở đây cần nói là gì, họ được cái thời gian để họ thực tế công việc. Ví dụ như có mấy người bạn là ba mẹ là người nói tiếng Hoa và làm việc cho những cái công ty nói tiếng Hoa Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, vân vân đó, thì họ biết được là trong công ty với một cái quy mô như vậy thì cần một cái người ví dụ như thông dục viên tiếng Hoa chuyên môn, nó cần làm nhiêu đó là nhiêu đó à, cũng có bao nhiêu đó việc à, chỉ hay nhất là làm sao mà tiếng Hoa thiệt sự là rành rọt để nói chuyện với mấy thằng sub là được. Thế thì họ vẽ luôn cho con họ là ok, tới 12 tuổi, tới lớp 12 nghỉ. Thậm chí quý vị có những đứa hả không có đặt nặng cái vấn đề là học phổ thông 12 đâu, mà gần như là hả học sao lên lớp là được, không bị áp lực chuyện học phải đạt cái này, đạt cái kia, đạt cái nọ, mà miễn sao toàn bộ thời gian dụng hết vô cho bằng tiếng Hoa, đầu tư gần như cho tiếng Hoa từ cái lúc nhỏ luôn. Nên bây giờ tiếng Hoa tụi nó nói chuyện y chang như những người mà ở bên nước ngoài, bên Trung Quốc rất là rành, thậm chí là hả viết được thơ, viết được nhạc, bình luận được luôn những cái bài mà văn học. Thì đấy, nhiều khi mà mình để trà hẻ vậy là mọi người tràn vô đi như vậy đó quý vị. Thì cũng chia sẻ với quý vị một vài những cái quan điểm như vậy. Thì nói chung là mình sẽ cân đối giữa cái phần mà chi phí đầu tư với lại là cái học trên cái học thực tế. Nên cái học mà lý thuyết thì có nhiều cái lý thuyết của quý vị, đến khi mà mình sử dụng rồi bắt đầu là nó hết dùng được, nó bị ôi thiêu, nó bị lỗi thời. Chúng ta đang ở trong cái thời đại công nghệ thông tin, thông tin có những cái mà nếu mà về mà
tư duy triết lý thì có thể nó sống lâu trường đời, nhưng mà có nhiều cái thông tin mà thuộc về trend thời cuộc nó qua một cái là nó xong, nó ôi thiêu, nó trở thành thông tin ôi thiêu. Và mình vẫn để cái tư duy của cái thời đại công nghiệp là lúc thông tin phải được in, được phát thành báo. Bây giờ thông tin phát là bỏ lên thương mại điện, rõ lên web cái là bắt đầu là được phổ biến hết, đâu có cần phải qua tới cái ngành in ấn giống như kiểu công nghiệp đâu. Nên là việc mà chúng ta sàng lọc được thông tin thì nó cũng là góp phần giúp cho chúng ta là có được những cái quyết định hợp lý hơn. Mà học đâu cũng vậy, hãy học những cái thông tin, những cái chương trình có thể là áp dụng ngay và luôn, thực tế liền, chứ đừng đợi học 3, 4, 5, 7 năm mà bắt đầu mới thực tế. Trừ những cái đặc, những cái ngành nghề nào quá đặc trưng như là bác sĩ cứu người, đương nhiên nó phải có. Nhưng mà đôi khi trời em nói nhiều cái ngành ở ngoài á, quý vị chỉ cần giờ rất là nhiều những khóa học, chỉ cần khoảng 5-7 ngày là gần như là lụm hết khoảng 10 mấy năm công lực, người ta đóng gói ra, người ta bán khóa học. Rồi xong lúc đó mình biết được những cái thuyết, những cái kỹ thuật sơ bộ, rồi bắt đầu mình đem những cái đứa đó mình ra áp dụng ngay cái thực tế này, dùng được là nó ra kết quả liền. Đối với Lê Hương học như vậy rồi là học rất là thực tế, rất là tác chiến luôn. Đó là phong cách mà Lê Hương chọn. Nên là nhiều khi mà thấy mà nhiều người mà đầu tư mà đi học, ừ thì có thể là mình chưa trải nghiệm những khúc đó mình không biết, nhưng mà mình thấy là đánh đổi lại thời gian. Và nhiều bạn á thì mà đi qua bên kia rồi sau rồi đi về bên đây á, mà khó để tìm những cái công việc cao quá, về đây là khó tìm. Hoặc là ví dụ như học hành xong xuôi rồi á, đi về đây làm khó tạc ức, khó để bắt đầu khởi nghiệp luôn. Vì cứ bị nhà hàng xóm nói đi qua bên kia học đó, đầu là bị thôi ở bên kia làm thì nó ok hơn đó, thì đâm ra bị mình bị vấn đề chảy máu chất xám. Về bên đây mà ví dụ mở xe nước ra start up cũng khó nữa, còn nếu mà mở một cái gì đó lớn quá thì đủ năng lực chưa, mình phải làm những cái nhỏ để mình gặp những cái vấn đề nhỏ nhỏ mình xử lý, thì mới mốt mình đụng tới một cái vấn đề lớn thì mình mới có cái được cái gọi là cái sự sẵn sàng về năng lực để mình xử những cái lớn. Còn bây giờ đụng cái mà đẻ ra một cái quá lớn như vậy, ban cái là coi như là mệt đó. Thì đó, những cái quan điểm của Lê Hương trên mà đường về Bình Dương thì cũng muốn chia sẻ với quý vị. Và rất vui thì quý vị nghe đến bây giờ, đến giây phút này thôi thì cũng cũng hơi đuối đuối rồi quý vị, để giữ một xíu năng lượng tỉnh táo để chạy xe về tới nhà. Và Lý Hương sẽ tạm end video ở đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Nãy giờ mình mới đi tới ngay chỗ này là ngay Bình Triệu nè quý vị. Ga Bình Triệu. Ray xe lửa Bình Triệu.